Ở đây yên bình quá hả con? Đang chơi rồi. Nó đang kiếm ăn đó. Dạ. Đây là cách em làm bảo tồn rái cá trong tự nhiên. Và đây là cách bảo tồn rái cá trong thiên nhiên, sống trong thiên nhiên, quản lý nó, giám sát hoạt động của nó, chứ không phải bắt nhốt nó làm thú cưng. Đó. Nuôi chó cá là để đi tìm rái cá, và bây giờ em sẽ quăng thức ăn của nó xuống dưới nước cho nó. Tít chi. Để nó bơi, nó tìm kiếm những cái hạt thức ăn của nó. Là những con tôm tép em đã chuẩn bị cho nó, đã được chế biến. Đó. Chi chi. Về bữa nay đi phóng xanh với Tio không nè. Đi giải cứu cá trong ngao nè. Chi chi. Về chuẩn bị đi phóng xanh với Tio nè. Giải cứu cá bảy ngao nè, cá đi te nè. Đủ thứ hết á con. Bữa nay là một ngày dài á. Đó. Nó ăn những con tép mà em để ấy. Cái tập tính hoang dã của rái cá PT là nó có, thưa quý vị, là kêu nó, là nó nghe tiếng của em thì nó sẽ quành về, nhưng mà nó cũng ở lẫn quẩn cái chỗ em và nó không đi đâu hết, nên nó sống trong tự nhiên như vậy. Em bảo tồn nó để mọi người còn gặp nhìn thấy nó, chứ không phải là để nó trong tự nhiên, để mọi người bắt hại nó, biến nó thành thú cưng, làm nó chết. Đó là sự ích kỷ, sự tàn ác. Em đã thả hơn 100 con rái cá trở về tự nhiên và đưa gửi cho vườn quốc gia, đưa cho trung tâm bảo tồn động vật hoang dã, đưa cho những người có điều kiện nuôi, nhưng không ai thực hiện được cái sứ mệnh là giải cứu động vật trong thiên nhiên và bảo tồn nó đúng cách để nó mất. Bởi vì mọi người thả nó là cho nó đi luôn, hay chăm sóc nó như thú cưng một thời gian, rồi để nó chết luôn. Nó ăn bậy ăn bạ, nó té lầu này kia các kiểu, đủ thứ chuyện. Và không thể nuôi rái cá trong cái môi trường của chúng ta được, thưa quý vị. Phải để rái cá nó sống trong thiên nhiên như thế này đó. Nó đang chơi, nó đang bắt tép. Hy vọng là những người dân mà sống ở đây á, biết cái chỗ mà em nuôi rái cá. Em sợ em quay phim lên như vậy mọi người biết cái chỗ nó ở. Nhưng mà em huấn luyện rái cá TT là nó ở những nơi không cố định. Dạ. Để mọi người không thể tìm thấy nó. Cứ buổi chiều tối là em trả nó về thiên nhiên. Rồi buổi sáng sớm em sẽ ra em rước nó về, cho nó đi phóng xanh chung, cho nó ăn uống để nó no khỏe, rồi nó lại trở về với tự nhiên. Cách em làm bảo tồn là như vậy, quý vị. Nhưng mọi người á, coi clip trên YouTube không hiểu. Rái cá còn nhỏ thì nuôi chăm sóc nó được, nhưng lớn là cho nó về tự nhiên. Nên mọi người cứ nghĩ là em sẽ nuôi một con rái cá trưởng thành trong gia đình suốt đời, nhưng không. Tất cả lớn là về tự nhiên hết. Và em làm cho nhà nước coi, nên em phải quay phim YouTube này kia nữa để có hướng bảo tồn và giúp cho loài rái cá phát triển. À, nhiều bạn đăng ký làm thành viên của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã này kia, rồi vô đó rồi cứ đi tìm những cái người ở trên mạng người ta nuôi thú hoang dã làm thú cưng á đó. Thì kiếm chuyện, nhưng mà kiếm chuyện luôn cả em. Và em làm sống trong thiên nhiên hòa hợp cùng rái cá, em bảo tồn rái cá mà kiếm chuyện luôn cả em, làm cho cái người ta là không có tin tưởng em. Những bạn trẻ trên YouTube cứ lời đồn ra vào, nghĩ em là buôn lậu thú, buôn rái cá, dạ, bán động vật hoang dã mà bây giờ vẫn còn sống sờ sờ mà chưa bị công an hết đó. Nhưng mà quý vị, chính sự không ủng hộ em đã làm cho thiên nhiên động vật ngày một bị mất dần. Dạ. Chi chi, giờ đi chưa con? Đi ha. Ok, chi chi muốn đi rồi. Đi. Nó cũng chưa muốn đi lắm đâu.
Trời ơi, tí tí nó tấn công tôi kìa. Tí tí. Dạ, ở đây rất là an toàn cho tí tí. Nên quý vị ơi, hãy bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cây xanh. Từng cành cây ngọn cỏ nó không có mọc lên tự nhiên. Dạ, nó mọc theo quy trình của tạo hóa. Nó có sự sắp xếp an bài hết rồi. Nên chúng ta đừng có hủy hoại thiên nhiên nữa quý vị. Những cái môi trường rậm rạp như thế này là lý tưởng cho các loài vật phát triển, từ côn trùng cho đến động thực vật. Chim muông. Dạ. Cái cây này nó hỗ trợ cho cái cây kia, những cái cây tán lá to nó sẽ che nắng cho những cây con phát triển. Nên quý vị mà tàn phá cây cối thì sẽ làm mất đi sự cân bằng. Nên cứ để cho nó rậm rạp. Ai có điều kiện, có tiền, đại gia, tỷ phú này kia, đừng có đô thị hóa nữa. Em làm ơn, em quỳ em lại. Em lại quý vị luôn, đừng có đô thị hóa. Mà muốn có phước, giàu sang hơn nữa thì hãy mua đất đai đi, có tiền rồi để đó cho cây cối phát triển. Dạ. Đúng không quý vị? Cái cá nó tự tìm đến em chứ em không làm hại nó. Em không bắt nhốt nó làm thú cưng. Tại sao mọi người có thể đồn em là buôn lậu thú được vậy? Để cho cái công việc của em giải cứu động vật trong thiên nhiên bị thất bại. Đây. Thí dụ một cái con cún này nó vô trong rừng, nó bị một cành cây mắc vô như này vậy mà nó vùng vẫy ra như vậy. Thấy tội ghê không? Còn rái cá đó, mọi người á đặt bẫy nó, bắt nó để làm thịt. Người cũng bẫy cái chân xiết vô vậy nè, rồi không có đến gỡ ra, thế là cái chân nó bị sưng to lên, phồng lên và phải cưa chân rái cá. Em đã giải cứu rất nhiều con rái cá mà bị người ta bắt ăn thịt, bị hư chân, thúi chân, giải phẫu chân để nó chỉ còn có 3 cái chân thôi. Nói chung là em rất là cực trong việc bảo vệ thiên nhiên và động vật. Khi em không có thời gian em gửi cho mọi người. Em gửi cho mọi người để mọi người chăm sóc nó cho em, để có cơ hội nó trở về tự nhiên. Nhưng mọi người lại làm hại nó luôn. Em rất buồn vì 10 năm rồi làm bảo tồn động vật hoang dã về loài rái cá. Chỉ có em là thả nó về tự nhiên theo cái hướng của em là thành công. Bởi vì em theo dõi nó. Quý vị còn nhớ câu chuyện về rái cá tini được không ạ? À? Nó vẫn đang phát triển tốt trong khu rừng này và nó đã có gia đình rồi. Còn rái cá tini này thì đó, nó lại xuất hiện và nó lại biến. Nói chung em không muốn chia sẻ nữa, em mệt rồi quý vị ơi. Sáng năm 2021 thì em cũng không muốn nói nhiều với tất cả mọi người nữa, thật sự luôn. 2022 chứ, em cạn lời. Bởi vì những việc em làm em cố gắng đều bị hiểu và hủy hoại. Và mọi người biến thú hoang dã làm thú cưng để cho dịch bệnh nó phát triển này kia. Nó làm khổ nhân gian. Dạ, cũng do lòng tham ích kỷ ác độc của quý vị mà thôi. Có điều kiện giàu có thì mình hãy bảo vệ rừng, mình phát triển rừng, mình cứ trồng rừng đi. Đừng xây nhà cửa lên, nó vô ích, nó không tạo ra khí oxy, nó không có giúp cho hệ sinh thái. Ok, em đi. Titi. Titi. Chị phóng xanh hả con ơi? Bây giờ rồi.